Xin chào quý cô chú bác và anh chị em đã trở lại với trang nhà Cecilia Vlog cuộc sống Mỹ. Hôm nay Cecilia đi chợ và thấy cái hoa artichoke nó đang sale có 98 cent một bông hoa mà cũng rất là tươi tại chợ Sprout, nên Cecilia có ý là mua về để nấu nước mát uống. Và cái hoa của nó mình cũng có thể ăn với muối tiêu chanh cũng rất là ngon. Và theo cách nhà của Cecilia, chỉ cần rửa thật sạch và hầm lên với nước rồi lấy nước làm trà. Vậy thôi, đơn giản vậy. Và hôm nay Cecilia xin chia sẻ cách nấu trà artichoke. Và bây giờ chúng ta sẽ làm sạch cái hoa artichoke và bổ nó ra thành 4 phần để cho nó dễ nấu. Và như chúng ta được biết là artichoke thì từ xưa đến nay nó luôn được biết đến như một bài thuốc tiêu độc, mát gan, thanh nhiệt cơ thể. Và người ta sử dụng artichoke thì để chế biến thành nhiều dạng món ăn, thức uống khác nhau. Và nói chung thì artichoke là thuốc quý đối với các rối loạn do gan, rồi rối loạn ở đường tiết niệu. Dùng artichoke cũng rất tốt. Và bây giờ Cecilia cho vào nước một chút xíu muối để rửa sạch bông artichoke. Và cây artichoke non chúng ta cũng có thể luộc chín hay nấu canh. Rồi người ta chẻ hoa artichoke nhỏ ra rồi cũng hầm với xương, thịt heo hoặc thịt bò cũng rất là tuyệt vời. Hôm nay thì Cecilia chỉ dùng artichoke để nấu trà. Rồi bây giờ artichoke đã sạch rồi, bây giờ Cecilia sẽ bỏ vào trong nồi và luộc nó. Và một bông artichoke về thì Cecilia để 1,5 lít nước.
Cecilia đang lùa hoa artichoke và để khoảng trong 30 phút. Khi nước sôi lên thì chúng ta để khoảng 10-15 phút rồi hạ lửa medium và để như vậy để cho hoa nó ra hết cái chất của nó. Bây giờ thì artichoke đã sôi được trong 15 phút rồi. Cecilia đang hạ lửa cho medium để cho nó ra hết cái chất của bông artichoke. Các bạn thấy cái nước của nó đang là màu vàng rồi, nó đang trở màu vàng rồi. Và chúng ta cũng lưu ý là các chuyên gia nhắc nhở chúng ta một ngày chỉ nên dùng 10 tới 20 gram sắc với nước nếu dùng tươi, 5 tới 10 gram nếu dùng khô. Và với cái loại trà đóng gói thì cũng chỉ uống 2-3 túi mỗi ngày mà thôi. Ok, vậy là artichoke đã xong rồi. Bây giờ sẽ ra thể vớt cái phần hoa ra và chúng ta sẽ lọc và lấy nước trà.